Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới về WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết tới đây, bên cạnh việc tiếp tục triển khai chiến dịch phủ vaccine ngừa COVID-19, thực hiện biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng có mục tiêu, thì các quốc gia cần chuẩn bị là số ca nhiễm COVID-19 sẽ tăng đột biến, đồng thời phải đảm bảo hệ thống y tế hoạt động hiệu quả để xử lý và giảm thiểu các tác động mà đợt dịch bùng phát mới gây ra. người đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương cũng cảnh báo các quốc gia nên đưa ra quyết định dựa trên tình hình thực tế, đánh giá rủi ro cẩn thận và thấu hiểu ranh giới sẽ khiến các bệnh viện quá tải. Đồng thời, chỉ ra 3 biện pháp can thiệp thích ứng, điều chỉnh và duy trì để đối phó với virus SARS-CoV-2, cũng như cho phép nền kinh tế và cuộc sống người dân trở lại bình thường mới. Các nước sẽ cần chuyển dần trọng tâm sang sống chung với COVID-19, thay vì phong tỏa nghiêm ngặt như trước đây các quốc gia cần bảo vệ người dễ bị tổn thương, tránh để quá tải hệ thống y tế bằng cách thúc đẩy tiêm chủng mở rộng năng lực của mạng lưới chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm và phản ứng có mục tiêu đối với các đợt bùng phát, thực hiện cách tiếp cận dựa trên rủi ro để ngăn ca nhiễm nhập cảnh. Các biện pháp hạn chế nhập cảnh đã được nhiều nước khu vực Tây Thái Bình Dương thực hiện, bao gồm Trung Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản, Việt Nam, Lào, Campuchia, Australia và New Zealand số ca nhiễm của khu vực chiếm 4% trong 240 triệu trường hợp dương tính toàn cầu. Một số quốc gia gần đây chủ trương nới lỏng kiểm soát biên giới, điều chỉnh chính sách Zero Covid sang sống chung an toàn với Covid. Trong khi đó, Trung Quốc đang chiến đấu với đợt bùng phát ngày một gia tăng ở các tỉnh phía Bắc. Không ai đoán được khi nào đại dịch kết thúc, nhưng một nửa kết quả phụ thuộc vào hành động của chính chúng ta. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương nhận định.